Tuyệt đại đa số các đội ở giải ngoại hạng mùa tới đều đã đối thoại trực tiếp với cổ động viên của họ về vấn đề kinh tế. Nội dung chủ yếu không phải là đàm phán hoặc lắng nghe ý kiến của cổ động viên về giá vé, mà là các giám đốc kinh doanh trình bày lý do vì sao cần tăng giá vé. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là chi phí tổ chức trận đấu ngày càng tăng. Giới hâm mộ đành chịu, vì chi phí tổ chức trận đấu tăng lên chủ yếu vì các vấn đề liên quan tới cổ động viên. Các đội tại giải ngoại hạng Anh sống khỏe nhờ khán giả đến sân đông. Chi tiết đáng ngạc nhiên, giá vé nguyên mùa cao nhất ở ngoại hạng Anh mùa tới thuộc về đội bóng tầm trung Fulham. Giá vé hạng phổ thông là 3.000 bảng, khoảng gần 90 triệu đồng cho người lớn và 2.500 bảng cho trẻ em dưới 18 tuổi. 6 đội bóng khác có giá vé phổ thông nguyên mùa cho người lớn vượt qua mốc 1.000 bảng là Arsenal, Tottenham Hotspur, Man City, MU, Newcastle và West Ham. 3 đội có giá vé nguyên mùa rẻ nhất là Burnley 500 bảng, Luton Town 510 bảng và Sheffield United 528,5 bảng. Không có gì lạ vì đó là 3 đội vừa thăng hạng. Brentford, Chelsea và Tottenham Hotspur là 3 đội không tăng giá vé. Còn lại, đội tăng giá vé mạnh nhất 20% là Nottingham Forest, kế đến là Fulham và Aston Villa. Tuy không có danh hiệu nhưng họ là 3 trong số những đội thành công ở mùa bóng trước, thoát được nguy cơ rớt hạng, trong đó Villa thậm chí còn giành vé giữa Europa Conference League.